Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chánh án Nguyễn Hòa Bình, khái niệm giáo sư còn chưa hiểu, cứ muốn vơ lấy để làm gì. Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách các ứng viên được đề xuất đủ tiêu chuẩn để xét công nhận danh sách giáo sư, phó giáo sư vào năm 2023. Đáng chú ý, trong ngành khoa học an ninh chỉ có một ứng viên duy nhất đủ tiêu chuẩn, đó là ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Trong khi mạng xã hội còn đang tranh cãi chưa ngã ngũ về việc ông Nguyễn Hòa Bình có xứng đáng với danh là giáo sư hay không, thì truyền thông nhà nước đưa tin cho biết Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình. Tờ báo Công lý vào ngày 19 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình. Bản tin cho biết, vào ngày 18 tháng 12 tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, ngành khoa học an ninh vào năm 2023. Theo tờ báo Công lý, trước đó, vào ngày 20 tháng 11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức công bố quyết định đạt tiêu chuẩn chức giáo sư, phó giáo sư vào năm 2023 đối với 630 giáo sư, gồm 58 giáo sư, 572 phó giáo sư, trong đó ngành khoa học an ninh có thêm 1 giáo sư và 13 phó giáo sư được công nhận. Vẫn theo tờ báo Công lý, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình bộc bạch rằng ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư từ năm 2002 và ông đã có một thời gian dài công tác trong ngành công an. Đặc biệt, ông Bình đã khoe điều mà dư luận khẳng định là không có thật khi khẳng định ông thường xuyên gắn bó với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ tại các trường công an nhân dân, trong đó có Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trên mạng xã hội, chuyện ông Nguyễn Hòa Bình được phong giáo sư lại nóng trở lại. Dư luận cho rằng việc phong hàm giáo sư cho ông Nguyễn Hòa Bình không thuyết phục, nghe nó rất kỳ. Ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trình bày trước Quốc hội. Chức danh giáo sư là học hàm, không phải chức vụ, ông Bình gọi là bổ nhiệm là sai. Tiểu sử của ông Nguyễn Hòa Bình thể hiện rõ ràng ông chưa từng dạy ở bất cứ trường đại học nào. Vậy ông làm sao đáp ứng điều kiện bắt buộc để được phong hàm giáo sư? Đó phải là giảng viên và từng hướng dẫn tốt nghiệp bao nhiêu sinh viên với số lượng cụ thể. Theo trang Wiki, tiểu sử cũng như lý lịch của Nguyễn Hòa Bình cho thấy ông từng làm trong ngành công an và là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, rồi viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và nay là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Với những vị trí như vậy, cộng đồng mạng đặt câu hỏi rằng thời gian đâu để ông Bình đi dạy hay hướng dẫn cho sinh viên đây? Trong khi về trình độ chuyên môn luật của Chánh án Nguyễn Hòa Bình, theo luật sư Trần Đình Triển là bạn đồng môn với ông Nguyễn Hòa Bình, cùng học tại Đại học Công an cũ và từng đánh giá trên trang Facebook cá nhân rằng ông Bình không đủ khả năng đọc để hiểu một văn bản pháp luật. Đó là chưa kể đến trình độ của một giáo sư mới toe như Nguyễn Hòa Bình vẫn còn ở mức không hiểu được rằng học hàm giáo sư đã được phong trên cơ sở năng lực thực tế, chứ không ai bổ nhiệm học hàm giáo sư và cũng không phải bằng cấp để có thể bỏ tiền ra mua như trường đại học Đông Đô. Tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết như sau. Phó giáo sư phải có thâm niên về giảng dạy bao nhiêu năm, phải có đề tài nghiên cứu về khoa học, phải có công trình hướng dẫn luận văn thạc sĩ, rồi công trình viết sách, viết báo. Sau đó thì mới nộp hồ sơ để xin công nhận phó giáo sư. Rồi phó giáo sư có bao nhiêu năm thì mới nộp hồ sơ để được công nhận là giáo sư. Một lãnh đạo tại trường đại học lớn tại Hà Nội đã nghỉ hưu, trao đổi phóng viên Thời báo chấm đê với điều kiện ẩn danh đã đưa ra nhận xét như sau. Ông Nguyễn Hòa Bình với cương vị hiện nay của ông ấy là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Bộ Chính trị, như vậy làm sao có thời gian để đứng trên bục giảng? Thứ hai, về năng lực và trình độ, cứ thông qua kết quả phiên giám đốc thẩm vụ án bưu điện Cầu Voi và Hồ Duy Hải cũng thấy quá rõ. Ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, người được phong hàm giáo sư vào năm 1992, nói với Đài Á Châu Tự Do cho biết, vấn nạn lớn của Việt Nam là do chạy theo xu hướng mang tính hình thức, dẫn đến những chức danh học hàm, học vị, giáo sư hay tiến sĩ không thực chất. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Võ cho biết thêm như sau.
tức là họ chỉ cần mình về quê, mình vỗ ngực xưng tên là giáo sư, là tiến sĩ đây, thì tức khắc bà con phấn khởi, coi như đây là trường hợp ưu tú trong xã, nhưng người ta không cần biết mình đứng ở đâu, có kiến thức gì, đã đóng góp gì cho khoa học. Phải chăng đó là lý do đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị nhà nước cần có tổng rà soát bằng cấp, học hàm, học vị sau vụ bê bối tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với mục đích để sàng lọc chất lượng nhân sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Chánh án Nguyễn Hòa Bình, khái niệm giáo sư còn chưa hiểu, cứ muôn vơ lấy để làm gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việc quản lý xây dựng và thực trạng phép nước không nghiêm, đâu là giải pháp? Chuyện vi phạm các quy định về quản lý xây dựng đô thị ở Việt Nam là chuyện thường ngày ở huyện. Nó đang diễn ra tràn lan trên khắp cả nước. Hễ nhắc đến vấn đề này, câu trả lời sẽ là biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nhưng cuối cùng cũng đâu rồi lại vào đấy. Mới nhất, thành phố Hà Nội cho biết đã và đang tiến hành rà soát các công trình xây dựng không phép, xây sai trên địa bàn thành phố ở hầu hết các quận, huyện, thị xã. Phát hiện gần 10.000 công trình xây dựng không phép, sai phép ở Hà Nội. Tờ báo Người Lao Động vào ngày 17 tháng 12 đưa tin phát hiện gần 10.000 công trình xây dựng không phép, sai phép ở Hà Nội. Bản tin cho biết đến ngày 30 tháng 11 đã có 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng với số lượng 69.448 công trình. Theo đó, kết quả cho thấy có 20.915 công trình xây dựng đúng giấy phép, 2.294 công trình xây sai giấy phép, 7.326 công trình không giấy phép và 3.045 công trình miễn phép và đã xử lý vi phạm với 165 công trình với số tiền phạt là hơn 3 tỷ đồng. Công luận cho rằng tất cả các công trình xây không phép, sai phép hay phạt cho tồn tại đều có sự thông đồng của các cơ quan cũng như cán bộ quản lý địa bàn. Bằng chứng là chỉ cần đổ một đống cát hay vài trăm viên gạch ở trước nhà thì ngay sau đó cán bộ quản lý đã biết và đến hỏi thăm. Rồi theo đúng quy trình, gia chủ lại làm cái thủ tục đầu tiên, đưa một cái phong bì cho cán bộ thì lập tức sẽ được châm trước làm ngơ. Trước đó, báo Tuổi Trẻ cho biết tại hội nghị lấy ý kiến của các cán bộ, nguyên lãnh đạo Hà Nội về dự án luật thủ đô sửa đổi diễn ra vào ngày 18 tháng 9. Ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư Hà Nội cho rằng các công trình xây trái phép vượt tầng so với giấy phép xây dựng đằng sau là những thế lực chống lưng. Tòa nhà xây sai phép ở số 8 Lê Trực, Hà Nội, chụp từ góc lăng Hồ Chí Minh, đe dọa an ninh quốc gia với các yếu nhân khi họ đến đây viếng lăng. Vẫn theo ông Phạm Quang Nghị, do vậy, khi xử lý, chính quyền không chỉ đương đầu với chủ công trình mà còn cả một thế lực chống lưng đó. Thành phố cần nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của cán bộ trong việc để công trình vi phạm tồn tại. Nếu cấp dưới có vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên phải bị xem xét. Vẫn theo tờ báo Tuổi Trẻ, phải kể tới tình trạng phổ biến khi xử lý các vi phạm, đó là cho nộp phạt để cho tồn tại. Thống kê của các cơ quan quản lý cho biết, hiện nay ở Hà Nội ước chừng có hàng chục ngàn công trình xây trái phép. Vậy số tiền phong bì của các gia chủ đầu tư có thể lên tới con số hàng ngàn tỷ đồng. Số tiền đó đã chạy về đâu và vào túi ai thì ai cũng biết. Nhà báo võ sư Đoàn Bảo Châu mới đây trên trang Facebook cá nhân có một status với tiêu đề con số này nói lên điều gì. Trong đó tác giả Đoàn Bảo Châu đã đặt một câu hỏi rất đáng quan tâm. Vậy làm thế nào để ngăn chặn văn hóa phong bì, thiên đường phong bì? Theo ông Châu, hãy thật nghiêm khắc trong việc cấm biếu xén, quà cáp, cấm đưa phong bì. Đừng coi đó là việc nhỏ mà hãy thật quyết liệt. Lắp camera trốn công sở hay một xó xỉnh đường phố nào đấy, ngoài việc ngăn chặn tội phạm ngoài đảng thì chính là để ngăn chặn tội phạm trong đảng. Lý do được nhà báo Đoàn Bảo Châu giải thích là chỉ khi nào ngăn chặn được dòng tiền luân chuyển bất hợp pháp dưới mọi hình thức thì mới ngăn chặn được các sai phạm không chỉ trong ngành xây dựng mà mọi ngành khác. Dư luận xã hội cũng cho rằng chuyện hàng trăm thậm chí hàng ngàn căn nhà xây trái phép, xây sai thiết kế bị các cơ quan chức năng phát hiện là điều dễ hiểu. Dù quy trình quản lý của nhà nước
từ lúc xin giấy phép cho đến khi hoàn công được cho là rất nghiêm ngặt. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính cũng tỏ ra bất lực vì tình trạng này. Những điều vừa kể trên cho thấy đó là việc phép nước bị coi thường hay tình trạng trên bảo dưới không nghe. Một nguyên nhân rất quan trọng đó là khi lương nhà nước trả không đủ sống thì việc làm ngơ hay tiếp tay cho sai phạm sẽ là cơ hội tăng thêm thu nhập cho cán bộ quản lý đô thị ở cấp phường, xã. Cũng tương tự với các quan to ở cấp cao hơn, họ chia nhau số tiền lãi quả to với các công trình xây dựng trái phép tương đương với chức vụ của họ. Đề cập đến tình trạng này, giải thích vì sao diễn ra rộng khắp mang tính hệ thống, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Đặng Hồng Võ đã khẳng định như sau. Tôi cho rằng chính quyền các cơ sở nói không biết là hoàn toàn vô lý. Ở đây chắc chắn phải có hiện tượng gọi là nhóm lợi ích kết hợp giữa chính quyền một cấp nào đó với nhà đầu tư đã có hành vi gian lận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Việc quản lý xây dựng và thực trạng phép nước không nghiêm, đâu là giải pháp? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d